sau này sau khi mình sự mọi người thương nhạc cho con có đổi giọng nhưng mà người ta chửi con là chửi cha không hỏi ra tiếng con cũng biết thế nào để năm thứ hai đại học con có một quen người con rất là thích nhưng người ta ở Hà Nội thôi để làm con thì mẹ người ta có kéo con ra và nói là hỏi con ở đâu thì con cũng thẳng thắn là à, cháu là người thích học nhưng mà cháu ra đi học rồi nhưng mà người ta bảo là khi người Vinh là ở tỉnh cả cháu vâng ra so với Hà Nội là ở tỉnh và là con bác ý nhà bác ý là cứ phải là xứng đôi vừa lứa chứ không phải là cứ chuột xa chững giả rồi đánh tỉnh rồi mới lên đây đổi đời đâu. Tôi nghĩ người ta nói như thế con phải là nhỏ bố đi con cái bố chỉ có học cũng học giỏi cũng được học tốt nhưng mà con thấy ở đây Hà Nội con không có ai cả bạn bè thì không có nhiều đi đâu người ta cũng hỏi ở đâu sau đến khi thuê nhà được vừa rồi con cũng lặn lộn hết nhà này nhà kia chỉ vì là không phải là chỉ vì là con người ăn không phải như nào bạn cùng lớp cũng ái ngại vì nhiều khi mang tiếng là dân Nghệ An người ta thật sự người ta không cười quên mình cảm ơn con thích sợ con không biết nữa nhưng mà con không quen con thực sự không quen mà điều nhà bố mẹ lo cho con như tất cả lo như con chẳng có ai rồi con rất là sợ là ai thương con nữa. Nếu mà con đã nghĩ như thế, bây giờ con cho con một tấm gương. Con từ Vinh ra Hà Nội nó chỉ có mấy trăm cây thôi, nhưng con vậy mà có một người đã đi hàng nghìn cây số, hàng chục nghìn cây số đó đi rất là và người ấy đi rất nhiều, chỉ sang cả nước ngoài. Không biết là ai không? Vậy thôi mà tôi nói con người nhưng mà con không cố gắng nhiều cho nên là không thể áp được con đi ở trong nước mình chỉ có từ Vinh ra đến Hà Nội con phải cố gắng lên bác Hồ cũng ở trên Nghệ An đúng không bác không đi ra cả thế giới đúng không bác đấu tranh cho dân tộc mang lại hòa bình cho dân tộc. Bây giờ con chỉ mang kiến thức để cho con mà con không làm được thì cố lên chị hả? Sao? Không, để chị có trong sách của bố ạ. Con thật mà, bác Hồ là con thật mà, sách cửa gì? Nhưng bây giờ phải sang công việc hơn bố ạ. Không có gì mà phải công việc. Chúng ta đi đâu cũng là quê hương, ở đâu cũng là nhà. Và mình phải làm cho người ta phải nể mình. Bố cũng là dân Nghệ An. Bố cũng ra Hà Nội học. Nhưng bố cũng đã thành công. Bố không còn ở ngoài kia nữa hả? Lúc thành công chúng ta lại quay về